Mình chào cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công của mình nha. Thì hôm giờ trên kênh mình cũng có nhiều bạn khán giả bình luận cũng như là nhắn tin Zalo hỏi mình á một số câu hỏi như thế này: tại sao hột quế không trộn với cát và tro mình rải trực tiếp lên đất mà trộn với phân ure rải, nó có tác dụng gì? Thì câu hỏi thứ hai, khi hạt quế gieo xuống đất cỡ bao nhiêu ngày mình mới bón phân cho nó một lần và bón phân gì? Và câu hỏi thứ ba, khi xả cây quế xuống cỡ bao nhiêu ngày mình mới phun thuốc ngừa bệnh cho cây quế và phun thuốc loại gì? Thì hôm nay mình làm cái video này để mình trả lời những cái câu hỏi của những bạn khán giả đó nha. Thì bây giờ mời cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi cái video của mình nha. Đây nha cô chú anh chị, đây là những cây hung quế mà mình đã xả trong hai cái chậu như thế này để test thử cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống bên mình như thế nào trước khi mình gửi hạt giống về cho cô chú anh chị các bạn gieo trồng á. Thì cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống bên mình lên từ 90 đến 95% ha. Đặc điểm mình lấy có một miếng thôi, mình rải vô hai cái chậu như thế này mà nó lên quá chừng luôn rồi cô chú chị, rất là nhiều luôn. Thì sẵn hôm nay mình lấy hai cái chậu quế này mình làm cái video để mình trả lời những câu hỏi mà khán giả đã đặt ra cho mình trong thời gian qua ha. Thì hôm nay chủ yếu là có 3 câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất, những bạn khán giả đặt ra cho mình là hỏi là tại sao hạt quế không trộn với cát và tro rải trực tiếp lên đất mà trộn với phân ure rải, nó có tác dụng gì? Thì ở đây mình cũng xin trả lời những câu hỏi này của những bạn khán giả luôn ha. Thì hạt quế mình trộn với cát và tro rải trực tiếp lên đất vẫn được chứ không có gì đó của anh chị. Còn cái mà mình trộn với phân ure rải nó có tác dụng gì? Thì hạt quế trộn với phân ure thì nó cũng để cho nó dễ rải thôi chứ còn không có tác dụng gì đó của anh chị. Đó, rồi cái thứ hai là cái phân mình trộn với hạt quế mình rải xuống đất khi mà cái cây quế của mình nó lên cỡ như thế này nè cô chú chị, nó lên nhỏ xíu vậy nè. Đó, cô chú chị các bạn thấy cái cây nhỏ xíu này không? Nó lên cỡ vậy thì cái số lượng phân nằm trong đất thì cây quế này nó sẽ ăn cự đầu luôn ha. Đó. Là chủ yếu là nó có tác dụng vậy thôi chứ nó cũng không có gì hết cô chú chị, chủ yếu là để dễ rải thôi chứ nó ăn được cự phân đầu thôi. Rồi còn câu hỏi thứ hai. Thì câu hỏi thứ hai là khán giả đặt ra cho em là hỏi khi mà mình gieo hạt quế xuống đất cỡ bao nhiêu ngày mình mới bón phân cự đầu cho nó. Thì ở đây em cũng xin chia sẻ ha. Thì khi mình trộn với phân, trộn hạt giống với phân mình rải xuống là cỡ nhỏ vậy nè, là nó ăn hết cự đầu rồi. Đó, cái cử kế tiếp của mình rải cho nó là nó phải cỡ như cái cây này nha quý anh chị. Đây em nhỏ cho quý anh chị các bạn xem. Đây nó cỡ cây dày, cỡ dày nè, cỡ dày là mình bón cho nó một cử nữa ha. Thì cái giai đoạn nhỏ thì mình bón phần ure đạm phú mỹ thôi chứ không có cần gì hết. Mình bón đặng cho nó to to lên á quý anh chị, nó bắt phân đặng nó to lên á, nó to lên cỡ như cái cây này. Đây nó to lên cỡ cây này ha, nó to lên cỡ cây này thì mình rải cho nó một cử ure đạm phú mỹ nữa ha. Đậm phú mỹ nữa là kêu như là hai cử rồi, cử đầu là trọng với hộp mình không tính, là mình rải hai cử là nó cỡ về nha cũng gì, cỡ về là mình rải hai cử rồi là nó sẽ bự lên như cái cây như thế này nha cũng gì. Đây đó, nó bự như cỡ cái cây như thế này đó, là bắt đầu là tại vì nãy là cái giai đoạn nó nhỏ như vậy nha cũng gì, nó nhỏ về mình bón cho nó cử rồi là nó bự cỡ cái cây này, nó bự cỡ cái cây này là mình bón cho nó một cử nữa, bón cho nó cự nữa là cỡ cây này. Nó cỡ cây này là mình tỉa nha cô chị, cỡ cây này là mình tỉa. Khi mình tỉa ra xong cho nó là một ngày sau mình bón phân ure xanh nha, bón nặng vô. Thí dụ như đợt hổm là em nói cho cô chú chị các bạn đều hiểu luôn ha, là 1.000 m² mình rải là 15 cái ure đạm phú mỹ giai đoạn đầu một cái. Cái thứ hai mình cũng rải thêm một cử 15 kg ure đạm phú mỹ cho nó là cạn dày. Rồi sau khi tỉa xong mình quất từ 20 đến 25 kg phân ure xanh cho 1.000 m² ha. Rồi lại sau khi tỉa đó, tỉa xong một ngày mình quất cho nó một cử. Đó, quất cho nó một cử xong rồi cỡ tầm 5 6 ngày sau rồi mình quất cho nó một cử cạn dày nữa nha cô chị. Đó. Thì cô chú anh chị các bạn thấy cái giai đoạn mà nó đang phát triển thì mình cứ rải vô cho nó nhiều là nó sẽ tốt ha. Tại vì cũng như là nó như cái đứa bé vậy đó,
đứa bé mà mình nuôi nó ăn uống đầy đủ là nó sẽ mập mạp và nó không có bệnh ha. Còn như cây quế cũng vậy, nếu mà cô chú anh chị các bạn không tỉa rồi mà không bón phân cho nó đầy đủ, nó sẽ ốm và nó còi, nó sanh bệnh ha. Thì nói chung là nó cũng như là đứa con nít vậy đi đó. Thì cứ tầm tỉa xong rồi từ 5 ngày đi là mình bón phân cho nó một cử ha, bón nặng nha đó, bón tầm 25 kg cho 1.000 m² đó, bón tới khi nào mà cây quế nó lớn là mình sẽ cắt nha cô anh chị đó. Thì nói chung là nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Còn câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ ba thì khán giả cũng bình luận hỏi mình á là giai đoạn nào mà mình phun thuốc ngừa bệnh cho nó. Thì ở đây em cũng xin trả lời luôn ha. Thì cô chú anh chị các bạn thấy nè, xạ cây quế lên cỡ như thế này rồi, mình bón phân cho nó là nó cỡ như thế này, nó bắt đầu có hiện tượng bệnh rầy khỏi đèn nha. Mùa nắng nó có hiện tượng rầy khỏi đèn, mùa mưa gì cũng vậy, nó cũng có rầy khỏi đèn. Bắt đầu mình phun ngừa nha. Cỡ vậy là mình bắt đầu phun ngừa rồi. Phun ngừa cỡ 4 5 ngày mình phun một lần. Nói thì lúc nhỏ là 4 5 ngày mình phun lần thì cái thuốc của nó là cũng bình thường thôi. Arubat, tùng xin, lại mớp rai ha, lại chiến sao, chiến cách 4 5 ngày sau thì mình cũng Arubat, lại Melody, lại Atara, lại chiến kế tiếp nữa là mình phun ngừa cứ đổi thuốc liên tục, ví dụ như Arubat, lại Karaoke, lại cái thằng thuốc gì Radiant đó, thì mình đổi qua đổi lại như vậy nha quý anh chị. Đó, còn khi mà nó lớn nó cỡ 3-4 tấc á, nó bắt đầu mình ra gò mà mình thấy có một vài lá vàng thôi là mình bắt đầu mình tiến hành mình phun cho nó nặng lên nha quý anh chị. Tại cái lúc nhỏ mình phun người cái nửa gói cho một bình máy 25 lít, rồi còn chiếc này mình ra là mình thấy quế nó cao rồi, nó bị rậm rạp rồi, nên mình bắt buộc là mình phải phun nặng một gói này gói kia và mấy gói nọ là cho một bình máy ha. Là mình phun xong bữa sau là thấy nó lộ lên liền, nó lộ vàng lên liền, tại vì mới đầu mình thấy một vài lá chứ thật sự là nó bệnh rồi đó quý anh chị, nó bệnh rồi nó. Thì cái nó lộ bệnh nên là mình bắt đầu mình phun một gói, ví dụ như một gói Alubat, một chai vali, 8 gói mớp rider là mớp rai đó. Rồi cử thứ hai mình một chai vali với một gói Arubat, một gói Matasi đó, là với Atara. Thì chiến thứ ba thì cũng vali, Arubat với cái gói tùng xin ha, với Radiant. Thì nó có nhiêu đó qua lại thôi, mà có cái nó bự là mình cộng thêm cái thằng vali thôi ha. Thì một chai vali, một gói Alubat và một gói gói tùng xin với mấy cái gói kia là mình chia ra nửa bình ha, là thành 2 bình máy nha cũng gì. Nó thì nói chung là thuốc men chỉ có nhiêu đó thôi, chủ yếu là mình bón phân đầy đủ cho nó và phun thuốc đầy đều đặn cho nó là nó không có bệnh ha. Thì hôm nay em trả lời cho cô chú chị các bạn được biết những cái cách để trồng cây quế như thế nào nó hiệu quả ha. Ở đây thì có 2 cái chai này thì em cũng xin chia sẻ cho cô chú chị các bạn được biết luôn ha. Đây, ở đây thì có cái chai chế phẩm sinh học nano bạ, sát khuẩn nấm cực mạnh, tăng trưởng cực nhanh. Thì cái chai này á là phun khi mà cây quế của mình bắt đầu tỉa ra rồi á cô chị, lúc nhỏ trước khi tỉa là mình phun cho nó ha, là nó sẽ ngăn ngừa được cái nấm bệnh mà nó tăng trưởng cái cây nó rất là tốt nha cô chị đó. Rồi cái chai này là chai chế phẩm sinh học nano gì nè mà nó kêu là đa di lượng ha. Cái chai này là nó phát triển rất là tốt luôn nè, kích thích siêu tăng trưởng qua trái nè, rất là mạnh luôn đó. Thì khi mình tỉa cây quế, mình tỉa ra vậy nè, tỉa xong là bữa sau mình bón phân cho nó là mình phun cái chai này vô thì nó sẽ to xanh và ra chèo rất là mập luôn á cô chú chị đó. Thì ở đây em xin giới thiệu với cô chú chị các bạn 2 sản phẩm này luôn ha. Thì 2 sản phẩm này là của công ty Lâm Thịnh Hào ha, công ty Lâm Thịnh Hào bán nha cô chú chị. Thì ở bên mình thì không có bán, nhưng công ty Lâm Thịnh Hào có bán. Thì cô chú chị các bạn có nhu cầu mua thuốc này hay gì đó thì hãy liên hệ số Zalo của em ha, thì em sẽ điện cho công ty gửi hàng cho cô chú chị ha.
Thì cái thuốc này bên em thì không có bán, thì công ty bán, thì có gì em liên hệ em thì em liên hệ cho công ty. Thì cái bộ combo của nó là 3 chai nha quý chị, một chai nano bạ nè, một chai đa di lượng và một chai đồng cảm magie. Thì 3 chai là 3 lít. Đó, nó có cái combo nó là 3 chai 3 lít ha, chuyên dùng cho rau màu, hành hành cải nè, rồi hẹ nè, quế nè, tất cả cả các loại. Đó. Thì cái chai nano bạ 1 lít, thì chai đa di lượng này cũng 1 lít và nano đồng kẽm magie cũng 1 lít, là 3 chai, mỗi chai là 280k nha. 280k. Là một combo nó là 3 chai xài trong vòng 1 tháng nha quý anh chị. Còn cái chai này là chủ yếu là công ty đưa mình thử nghiệm thôi, nên cái chai này loại này không có nha. Đó. Thì cô chú anh chị các bạn có quan tâm về những sản phẩm này thì hãy liên hệ mình, rồi mình sẽ công bố cho cô chú anh chị các bạn được biết ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, thì hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào video tiếp theo của em nha.